Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 5 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, những cơn mưa rào và rông ở khu vực Bắc Bộ giảm đi cả về diện và lượng. Mặc dù vậy, trong mưa rông vẫn tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh, nhất là với các tỉnh vùng núi Việt Bắc. Nhiệt độ đêm nay dao động trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Riêng khu vực núi cao như là Mẫu Sơn, Lạng Sơn, Sapa, Lào Cai, Sinh Hồ, Lai Châu chỉ khoảng từ 17 cho đến 19 độ. Ngày mai hầu hết các nơi trên khu vực trời đều có nắng với cường độ nắng khá mạnh vào trưa, chiều khoảng từ 32 cho đến 35 độ, một số nơi 36 độ. Riêng khu vực Tây Bắc và Hòa Bình có nơi trời nắng nóng gai gắt với nhiệt độ trên 37 độ. Hoạt động trở lại của vùng áp thấp nóng phía Tây khiến cho cường độ và thời gian nắng ở khu vực miền Trung tăng lên. Nhiệt độ đêm nay dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, giao động ở mức từ 25 cho đến 28 độ. Ngày mai, nắng đến sớm hơn và kéo dài đến chiều muộn, với nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trở vào đến Bình Định, Phú Yên, giao động ở mức từ 34 cho đến 37 độ. Một số nơi ở vùng núi phía Tây như Hồi Xuân Thanh Hóa, Tương Dương Nghệ An, Tuyên Hóa Quảng Bình trời nắng nóng gai gắt với nhiệt độ vượt ngưỡng 37 độ. Cùng với sự gia tăng về nền nhiệt là độ ẩm không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn rất cao, người dân cần cảnh giác đề phòng. Nơi có nền nhiệt độ dễ chịu hơn cả của miền Trung vẫn là khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến ở mức từ 31 cho đến 34 độ. Trong đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông còn xảy ra, tập trung nhiều hơn về chiều tối. Ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên là từ 30 cho đến 33 độ và từ 31 cho đến 34 độ ở khu vực Nam Bộ. Dự báo từ ngày 20 tháng 5, mưa rông còn có xu hướng gia tăng hơn trên khu vực. Xuất hiện những điểm mưa vừa, mưa to và rông mạnh, kèm theo đó nhiệt độ sẽ giảm nhẹ. Chuyển sang thời tiết biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió Đông Nam hoạt động ở mức trung bình nên vẫn thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, có mưa rào và rông xuất hiện nhiều nơi, khiến tầm nhìn xa giảm thấp xuống chỉ còn từ 4 cho đến 10 km trong mưa. Trong cơn rông tiềm ẩn, nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh. Thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh Tại khu vực miền Đông, trời nhiều mây không mưa, chưa chiều giảm mây trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giao động từ 27 cho đến 32 độ. Các địa phương Quảng Yên, Uông Bí và Đông Triều thuộc khu vực miền Tây của tỉnh, dự báo trời cũng không mưa, chưa chiều có nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giao động từ 27 cho đến 32 độ. Và đây cũng là hình thế thời tiết khu vực thành phố Hạ Long, trời không mưa, chưa chiều có nắng, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giao động từ 27 cho đến 32 độ ở vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết cũng thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió tây nam cấp 3 cấp 4, sóng cấp 2 cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ dao động từ 27 đến 32 độ.